thiết thực hưởng ứng các hoạt động phong trào thi đua hướng về sự kiện trọng đại của quê hương đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 40 năm tái lập huyện Lang Chánh 30 tháng 8 năm 1982, 30 tháng 8 năm 2022. Chiều ngày 15 tháng 8, tại thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương, lớp trung cấp lý luận chính trị huyện Lang Chánh khóa học 2022-2023 đã tổ chức chương trình hướng về nguồn tham quan địa chỉ đỏ là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tiền thân của Đảng bộ huyện nhằm để toàn thể học viên trong lớp được tìm hiểu về truyền thống lịch sử Đảng bộ huyện Lang Chánh đồng thời bàn giao bộ bàn ghế đá đặt trong khuôn viên nhà sàn truyền thống công trình chào mừng 40 năm tái lập huyện Lang Chánh 30 tháng 8 năm 1982 30 tháng 8 năm 2022 tham gia chương trình có thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương phó trưởng khoa lý luận cơ sở trường chính trị tỉnh cùng ban cán sự và toàn thể học viên của lớp. Tại đây, lớp trung cấp lý luận chính trị huyện Lang Chánh khóa học 2022-2023 trực tiếp là thạc sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, phó trưởng khoa lý luận cơ sở trường chính trị tỉnh cùng ban cán sự lớp đã bàn giao bộ bàn ghế đá cho ban quản lý khu nhà sàn truyền thống. Món quà tuy nhỏ nhưng hết sức có ý nghĩa và thiết thực, thể hiện sự chung tay cũng như đóng góp thêm cho việc bổ sung các trang thiết bị, hoàn thiện công trình chào mừng 40 năm tái lập huyện là vinh dự lớn cho tập thể lớp trung cấp lý luận chính trị huyện Lang Chánh khi được về thăm cũng như tìm hiểu về truyền thống lịch sử, quá trình hình thành và trưởng thành của Đảng bộ huyện Lang Chánh hơn 70 năm qua, 15 tháng 2 năm 1949 và 40 năm phát triển và trưởng thành sau tái lập 30 tháng 8 năm 1982 của huyện Lang Chánh. Lớp đã được nghe địa phương trao đổi về bối cảnh lịch sử nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở thôn Nê Cắm, tiền thân của Đảng bộ huyện cũng như quá trình khởi công xây dựng khu nhà sàn truyền thống. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành, sẽ là địa chỉ đỏ để mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân ghi nhớ về truyền thống lịch sử của quê hương, đặc biệt là giáo dục tinh thần cách mạng cho mỗi học viên lớp trung cấp lý luận chính trị làng tránh khóa học 2022-2023, tiếp tục gian luyện, học tập, đạt kết quả cao nhất để tiến tới đem hết công sức, trí tuệ, cống hiến cho đảng, phục vụ nhân dân, đoàn kết cùng với đảng bộ huyện, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh.